Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Và trước màn hình ống kính máy quay đây đang là một chị khách hàng rất là xinh đẹp của chúng tôi. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ em chào chị. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người đang theo dõi livestream được biết không ạ? Mình tên là Nhi, mình ở Hà Nội. À vâng, chị Nhi ơi, thì theo như em được biết thì chị vừa mới thực hiện xong dịch vụ phun môi phủ xương 3D ở tại DK. Thì chị có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi livestream được biết cái tình trạng môi của chị trước khi làm môi như thế nào không ạ? Trước khi mình phun môi ở chỗ cũ bị hỏng, bị bết một. Vâng, tức là cái tình trạng môi cũ của mình bị bết mực rất là nhiều đúng không ạ? Và trước khi làm môi mới thì mình đã laser môi ở tại bên em phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, thì không biết là trong cái quá trình laser môi thì chị thấy thế nào? Chị có bị đau rát hay khó chịu gì không ạ? Không có cảm giác gì. Không có cảm giác gì. Vâng, và ngày hôm nay thì em đang thấy là mình đang có một cái đôi môi rất là mới, rất là đẹp rồi. Thì không biết là trong quá trình làm môi thì chị thấy thế nào ạ? Không bị đau đúng không ạ? Vâng, bây giờ em xin mời máy quay sát hơn một chút nữa nhé. Để chúng ta có thể xem được cái cặp môi của chị. Như mọi người có thể thấy thì chuyên gia của chúng tôi đã tư vấn cho chị Nhi một cái màu môi nó rất là hợp với cả màu da của chị. Nhìn rất là tươi tắn và trẻ trung. Và đặc biệt thì cái công nghệ làm môi ở tại DK thì không hề bị đậm viền. Thế cho nên là đúng với cả cái yêu cầu của chị Nhi thì rất là trẻ trung. Và sau khi cái môi bong ra thì chắc hẳn là sẽ rất là trong này và tươi tắn. Và đặc biệt là trong quá trình làm môi thì không hề đau hay là khó chịu gì. Nó sẽ chỉ hơi châm chích một chút xíu thôi. Bởi vì chuyên gia của chúng tôi thực hiện cái công nghệ vi chạm châu Âu. Đó. Chị Nhi ơi, thì theo như em được biết là chị cũng đã từng làm mày tại DK phải không ạ? Chị làm mày ở được bao nhiêu lâu rồi ạ? Làm mày được 2 tháng. Lông mày ạ? Vâng. Mình vẫn chưa giảm lại phải không chị? Đúng rồi, chưa giảm lại. Vâng, như mọi người có thể thấy nhá, lông mày của chị Nhi này, Master One Minh Vương của chúng tôi đã thiết kế cho chị Nhi một cái dáng mày rất là hợp với cái khung xương mày của chị. Và với cái công nghệ hair shock, công nghệ vuốt sợi mày siêu thực thì rất là trẻ trung và tự nhiên, rất là phù hợp với cái xu hướng làm đẹp tự nhiên bây giờ, thì rất được nhiều chị em ưa chuộng. Chị Nhi ơi, thì không biết là sau khi làm cả mày, cả môi tại DK rồi thì chị có cái điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Mình thấy rất hài lòng với dịch vụ của nhân viên ở đây, rất ok. Dạ vâng, vậy thì còn chuyên gia làm cho chị thì sao ạ? Rất là chuyên nghiệp và có mắt thẩm mỹ, tư vấn cho mình được bỏ môi Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều. Và thay mặt đội ngũ DK sẽ chúc chị sẽ luôn luôn dạng người với một cái diện mạo mới như thế này. Chúc chị luôn luôn dạng người và luôn luôn tươi trẻ chị nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo ạ.